Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Người được cho là em ruột ông Lê Tùng Vân bất ngờ xác nhận Lê Thanh Minh Tùng được nhận nuôi ở bệnh viện Từ Dũ. Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện của ông LKV, người được cho là em trai của ông Lê Tùng Vân, bất ngờ xuất hiện tiết lộ một số thông tin về Tịnh Thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân. Những lùm xùm xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là về mối quan hệ của người đứng đầu Tịnh Thất là ông Lê Tùng Vân và những thành viên tại đó. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một cụ ông được cho là em trai ruột của ông Lê Tùng Vân, ông LKV, đã làm rõ một số vấn đề nhiều người thắc mắc. Dù ông V tuổi đã cao nhưng vẫn có thể trả lời khá rõ ràng và tỉnh táo. Theo như những gì được ghi lại trong đoạn video, ông LKV cho biết mình là con trai thứ 3 trong gia đình Lê Vân và là em trai của ông Lê Tùng Vân. Khác với người em trai thứ 5 thường xuyên qua lại thì ông Lê Tùng Vân, ông hai chưa từng đến thăm. Hai anh em không hợp tính, ông V trả lời khi được hỏi về lý do tại sao không ở cùng ông Lê Tùng Vân mà đến nơi khác sống. Không chỉ vậy, khi được hỏi về những thành viên trong Tịnh Thất Bồng Lai, ông V cũng cho hay danh xưng của những người đó khá đặc biệt. Con lại gọi ông Vân là ông nội chứ không gọi là cha, vợ thì ông ấy gọi là đệ tử. Cùng lúc đó, ông V cũng tiết lộ thêm một số thông tin khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Khi được hỏi về danh tính của anh Lê Thanh Minh Tùng, người đã nhận mình là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, thì ông V lại trả lời: Lê Thanh Minh Tùng là ở bệnh viện Từ Dũ, sinh ở bệnh viện Từ Dũ, những người mà đẻ không nuôi được, người ta cho. Trên trang Facebook cá nhân, anh Lê Thanh Minh Tùng cũng nói rằng cụ ông trong đoạn video trên chính là chú ruột của mình và là em trai ruột của ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, những điều ông V nói trong đoạn video trên trái ngược hẳn với những gì trước đó anh Lê Thanh Minh Tùng từng nhiều lần khẳng định mình là con trai ông Lê Tùng Vân. Điều này khiến khá nhiều người tỏ ra băn khoăn về tính xác thực trong những thông tin mà anh Minh Tùng đã cung cấp thời gian qua. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được nhiều người theo dõi. Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời giao các bộ ngành địa phương cần chủ động triển khai an toàn hiệu quả. Lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021, thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói đến thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022, mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế kết nối các điểm đến. Có thể bổ sung thêm một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế. Giai đoạn 3, căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu để mở cửa lại hoàn toàn thị trường khách du lịch quốc tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em với độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh. Ngày hôm nay sẽ tổ chức triển khai tiêm đồng loạt chiến dịch vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng. Dự kiến có khoảng 88.541 đối tượng theo danh sách đã được lập từ các trường học, các cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và địa phương. Lộ trình tiêm từ lứa tuổi cao đến thấp dần theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế. CDC Hà Nam cho biết tổng số ca bệnh COVID-19 ở địa phương này đã lên mức 1.000 ca tính từ ngày 19 tháng 9. Đã có hơn 700 ca mắc COVID-19 tại Hà Nam đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn. Hà Nam hiện không có bệnh nhân tử vong vì COVID-19. Toàn tỉnh cũng đang cách ly tổng cộng hơn 1.500 trường hợp F1, bao gồm cả cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Sau nhiều ngày liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới không rõ nguồn lây, Hà Nội chuyển từ cấp độ 1 tức là vùng xanh bình thường mới lên cấp độ 2 màu vàng tức là nguy cơ trung bình. Trên diễn biến mới này thì công tác chống dịch của Hà Nội cũng đang được đẩy lên cao hơn một cấp độ. Cụ thể, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong 14 ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận 84 ca COVID-19 trong cộng đồng, đạt tỷ lệ 1 ca cộng đồng trên 100.000 dân trong vòng một tuần. Trước diễn biến này, toàn thành phố Hà Nội chuyển từ cấp độ 1 màu xanh tức bình thường mới, theo đánh giá ngày 19 tháng 10, lên cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. 30 quận, huyện, thị xã đạt cấp độ 2, 245 xã, phường đạt cấp độ 2, 332 xã, phường đạt cấp độ 1. Đáng chú ý, có hai địa phương gồm xã Tiên Thắng, huyện Mê Linh và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai ở cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao. Trước đây 20 ngày thì Hà Nội chúng ta chỉ trung bình có khoảng 6 ca trong một ngày thôi. Nhưng mà từ 20 ngày trở lại đây thì Hà Nội cũng đã có cái số lượng F0 tăng lên.
Thế và cho đến thời điểm này thì có những ngày nó lên tới 49 ca. Thế như ngày hôm nay thì cũng, cho đến thời điểm này cũng đã đang là 43 ca rồi. Thì và trung bình là mỗi một ngày có từ trên 15 bệnh nhân dương tính. Nó cũng thể hiện rất rõ là cái chiều hướng gia tăng của bệnh nhân COVID-19. Đấy cũng vẫn là cái số liệu mà chúng ta đã nằm trong cái dữ liệu. Bởi vì khi chúng ta đã mở cửa thì chúng ta phải chấp nhận để phát triển kinh tế, để phát bình ổn cuộc sống của người dân. Đại diện CDC Hà Nội cũng cho biết, không nằm ngoài dự tính, ngành y tế đã có kịch bản sẵn sàng ứng phó để khoanh vùng, truy vết, kiểm soát dịch bệnh theo tinh thần nghị quyết 128. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng nhận định, nguy cơ bùng phát dịch hiện nay còn rất lớn bởi nhiều người dân chủ quan nghĩ rằng tiêm 2 mũi vaccine sẽ không lây bệnh, không thực hiện các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh. Toàn bộ thành phố hiện nay chúng ta cũng, cái nguy cơ COVID-19 cũng đang là ở cái mức cao, và một số quận huyện nơi mà có 7 cái ổ dịch thì là rất cao, nghĩa là cái vùng đỏ. Thế còn lại toàn thành phố chúng ta là vùng vàng. Điều đó cho thấy rằng là mọi người dân chúng ta phải hết sức cảnh giác, không được chủ quan lơ là. Mặc dù hiện nay thì sau khi mà cái tỷ lệ tiêm vaccine đã được nâng lên, nhưng nó đã dẫn tới cái tình trạng là chủ quan với dịch bệnh, và cũng rất nhiều nơi cũng như rất nhiều người cũng đã có những tinh thần là nghĩ rằng là tiêm vaccine nó sẽ an toàn. Nhưng thực tế điều đó nó đã dẫn tới cái tình trạng là chúng ta đã có số lượng nó gia tăng. Bởi vì vaccine thì cái hiệu quả vaccine nó chỉ sẽ có cái tác dụng phòng bệnh, nhưng không phải là tất cả người tiêm vaccine đủ, kể cả đủ 2 mũi cũng vẫn có thể bị nhiễm COVID-19. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Hà Nội yêu cầu quản lý chặt chẽ người đến hoặc về từ các địa phương, nhất là các vùng dịch đang diễn biến phức tạp, nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị, sẵn sàng đáp ứng theo các cấp độ dịch. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.459 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.709 ca. Kể từ đầu tháng 10, thì các ca F0 trong cộng đồng có dấu hiệu tăng cao tại các tỉnh miền Tây. Một số tỉnh như là Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang hay là Sóc Trăng đã phải nâng phương án phòng chống dịch lên cấp độ 2. Nguy cơ bùng dịch là có, thế nhưng các địa phương đều đã có những phương án và kịch bản để đối phó, cũng như thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh bình thường mới. Kiên Giang là một trong những tỉnh có ca mắc cộng đồng cao nhất trong thời gian qua. Tính đến ngày 31 tháng 10, số ca mắc mới là 421 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 lên 9.884 ca. Trong đó, nhiều ca được phát hiện từ dòng người lao động trở về từ các tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến này, ngoài việc tầm soát tách F0 ra khỏi cộng đồng, Kiên Giang cũng đã chủ động trong việc tiếp nhận công dân về địa phương, khám nghiệm sàng lọc. Vậy nên những bác sĩ như ông Trịnh Công Thành phải thay nhau làm việc bất kể ngày đêm. Công việc thì hiện tại áp lực hơn rất là nhiều lần so với bình thường. Nói chung là công việc thì không kể ngày đêm. Mình thức từ giờ, hiện tại cái tour của mình là mình thức khoảng 4 tiếng. Là mình thức từ 12 giờ tới 4 giờ sáng. Sau khi 4 sáng sẽ có một bác sĩ khác ra thay cho mình. Nói chung là rất là áp lực. Tương tự như Kiên Giang, Sóc Trăng cũng là địa phương có số ca nhiễm tăng cao. Ngày hôm qua, tỉnh này ghi nhận 198 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 5.775 ca. Tuy nhiên, ngay từ trước khi nới lỏng các biện pháp giãn cách, Sóc Trăng đã lên kịch bản để có thể đón tới 100.000 người lao động trở về địa phương, xin hỗ trợ nhân lực và vật lực y tế, cũng như chuẩn bị cơ sở thu dung điều trị, nên rất chủ động trong công tác ứng phó trong điều kiện mới. Chúng tôi cũng nỗ lực hết sức, tuy nhiên thì cũng có chuẩn bị trước rồi, nó cũng cái khó khăn nó cũng có nhưng mà nó cũng đỡ. Khống chế ca mắc thì chúng tôi cũng đang làm đây. Cái thứ hai là phủ vaccine, đặc biệt là mũi 1. Cái thứ ba là xây dựng các cơ sở vật chất cho cái thu dung điều trị. Người ta có kinh nghiệm thôi, dân dân xử lý tốt các cái vấn đề nó phát sinh. Ví dụ tăng số ca COVID thì mình xét nghiệm như thế nào, mình dẫn đưa họ đi điều trị như thế nào, rồi cách ly như thế nào, F1 thì khuyến cáo như thế nào. Thì bây giờ sẽ có kinh nghiệm hơn mà nó không có bị động nữa. Và bây giờ trong tình hình mới là theo chỉ đạo của Thủ tướng với Ban chỉ đạo quốc gia đó thì là thích ứng an toàn. Các ca mắc cộng đồng tăng nhanh, nhưng phần lớn từ các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đều đã tiêm phủ vaccine mũi 1 lên tới 70%.
kinh nghiệm phòng chống dịch cũng đã được nâng cao. Bên cạnh đó, mỗi tỉnh đều có phương án phù hợp để chủ động thích ứng.